Lần cuối cùng Bác Hồ nói chuyện với các đồng chí cán bộ Công đoàn Việt Nam là ngày 18 tháng 7 năm 1969. Trong buổi nói chuyện, Bác nhấn mạnh, cán bộ công đoàn phải là người hiểu biết sản xuất, đời sống, nguyện vọng của công nhân viên chức và hiểu chính sách của Đảng, phải hiểu về quản lý, kinh tế, khoa học, kỹ thuật. Thấm nhuần lời dạy của Bác trong những năm qua, tổ chức công đoàn các cấp trên địa bàn huyện đã tập trung đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, phát động nhiều phong trào thi đua lao động, sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao, góp phần làm giàu cho quê hương, đất nước. Để xây dựng tổ chức công đoàn lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, Liên đoàn Lao động huyện tăng cường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoạt động công đoàn. Kết quả, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã phối hợp với Ban tuyên giáo huyện ủy, Trung tâm chính trị huyện tổ chức 28 buổi, chỉ đạo cơ sở phối hợp tổ chức gần 1.300 buổi học tập cho trên 36.000 lượt công nhân, viên chức lao động tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của hệ thống công đoàn các cấp. Tăng cường hỗ trợ, nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động ổn định, phát triển, giới thiệu công đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bổ dưỡng, kết nạp vào Đảng. Đồng thời, tích cực chỉ đạo công đoàn cơ sở, phối hợp với chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phối hợp với các ngành liên quan, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội và chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến công nhân viên chức lao động. Qua đó đã bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho công nhân viên chức. Nhiều đề xuất mới của công đoàn được tiếp thu góp phần bảo vệ quan trọng quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, người lao động. Vai trò của công đoàn chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi những quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động được bảo vệ, được quan tâm hỗ trợ, được chăm lo khi khó khăn hoạn nạn, giúp người lao động ổn định cuộc sống, yên tâm công tác. Ngoài thưởng Tết tháng thứ 13 thì còn có những phần quà là những dịp lễ Tết như lễ Tết Dương lịch và lễ Tết âm lịch rất đầy đủ. Đấy, như tôi cùng với anh em công nhân nhà máy là cảm thấy rất yên tâm. Và cũng luôn luôn cảm thấy là yên tâm công tác để cùng gắn bó lâu dài cùng nhà máy và phát triển. Năm nay tiền thưởng Tết so với năm ngoái thì là có cao hơn từ 5-7%. Thì là đời sống công nhân là từ cái tiền thưởng Tết đấy là công nhân cảm thấy là mình được cái sự quan tâm của công đoàn này, của công ty, tiền lương, tiền thưởng rồi quà của công đoàn nữa. Công nhân cảm thấy là mình được ăn Tết, đón Tết rất là vui ạ. Hiện toàn huyện có hơn 6.400 đoàn viên công nhân viên chức lao động sinh hoạt tại 92 công đoàn cơ sở, trong đó khối doanh nghiệp có gần 3.500 người. Trong những năm qua, với sự đoàn kết khắc phục khó khăn, các cấp công đoàn đã biết vận dụng, tập hợp được sức mạnh tổng thể của các cấp, các ngành, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của cộng đồng nên thu hút được các nguồn lực để hỗ trợ, giúp sức cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Hàng năm, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức thành công chương trình Tết sum vầy nhân dịp Tết Nguyên đán, trao hơn 1.300 suất quà cho đoàn viên công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 660 triệu đồng. Các cấp công đoàn đã thăm hỏi, tặng quà hơn 4.500 đoàn viên gặp khó khăn, ốm đau hoạn nạn với số tiền 592 triệu đồng. 80 công đoàn cơ sở xây dựng được quỹ tương trợ đời sống với số tiền trên 891 triệu đồng. Hỗ trợ cho 720 lượt đoàn viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Hưởng ứng tháng công nhân, tháng 5 hàng năm, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức ngày hội văn hóa công nhân viên chức lao động gắn với phát động tháng công nhân, tháng an toàn vệ sinh lao động, tuyên dương 150 công nhân lao động tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo với tổng trị giá 85 triệu đồng. Điểm nhấn phải kể đến nhân dịp tháng công nhân là ngày hội văn hóa công nhân lao động được tổ chức liên tục trong 3 năm, từ năm 2021 đến nay, thu hút hàng nghìn đoàn động viên đến từ các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tham gia nhiều hoạt động như thi văn nghệ, thi đấu bóng chuyền hơi, kéo co. Ngày hội là dịp để công nhân, người lao động giao lưu, học hỏi, trao đổi công tác, công đoàn, rèn luyện sức khỏe, qua đó xây dựng hình mẫu người công nhân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế,
có sức khỏe, trình độ, có kiến thức xã hội để chung tay xây dựng xã hội văn minh, hiện đại, xây dựng gia đình hạnh phúc. Hưởng ứng chương trình xây dựng nhà ở mái ấm công đoàn giai đoạn 2019-2023 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, Liên đoàn Lao động huyện Yên Thế đã triển khai sâu rộng tới các công đoàn cơ sở, tích cực vận động các công đoàn viên cũng như các mạnh thường quân trong và ngoài huyện đóng góp ủng hộ quỹ mái ấm công đoàn. Từ nguồn lực này, hàng năm, Liên đoàn Lao động huyện đều trích quỹ mái ấm công đoàn của huyện để xây dựng nhà ở mái ấm công đoàn tặng đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã hỗ trợ 15 đoàn viên xây nhà mái ấm công đoàn với số tiền hỗ trợ 450 triệu đồng. Những ngôi nhà khang trang, kiên cố sẽ là điểm tựa vững chắc giúp đoàn viên công đoàn tiếp tục vươn lên, tạo dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ, gắn bó với cơ quan, đơn vị. Các phong trào thi đua yêu nước luôn được tổ chức công đoàn các cấp quan tâm, cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Hàng năm, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đều hướng dẫn chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai các phong trào thi đua như lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, xây dựng người cán bộ công chức trung thành sáng tạo, tận tụy gương mẫu, phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn gắn với phong trào Yên Thế chung sức xây dựng nông thôn mới. Những năm gần đây, việc cải thiện xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động luôn được các cấp công đoàn huyện Yên Thế và chủ sử dụng lao động quan tâm, nhất là đối với những đơn vị trực tiếp sản xuất kinh doanh. Nhờ đó đã tạo chuyển biến và đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho người lao động. Qua việc kiểm tra đánh giá về công tác vệ sinh an toàn lao động tại các công ty doanh nghiệp trên địa bàn huyện thì cho thấy là vai trò trách nhiệm của các công ty doanh nghiệp trong cái công tác vệ sinh an toàn lao động được quan tâm chú trọng. Đối với phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo được các cấp công đoàn cụ thể hóa, làm phong phú nội dung theo từng lĩnh vực. Trong đó, công đoàn trong các đơn vị hành chính sự nghiệp động viên đoàn viên phát huy dân chủ, nâng cao tinh thần trách nhiệm và chất lượng phục vụ, thực hiện cải cách hành chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Các phong trào gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo là thi đua dạy tốt, học tốt, cuộc vận động dân chủ kỷ cương, tình thương trách nhiệm. Đối với ngành y tế, thi đua thực hiện 12 điều y đức. Ngoài ra, các phong trào thi đua theo chuyên đề và chuyên ngành nhân các sự kiện chính trị, các ngày kỷ niệm lớn của địa phương, đất nước, của tổ chức công đoàn cũng được phát động bằng việc tổ chức các đợt thi đua gắn với ngày đợt cao điểm thi đua. Thông qua các phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân đã được các cấp, các ngành khen thưởng. Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức tôn vinh 39 công nhân lao động tiêu biểu, tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động huyện Yên Thế giai đoạn 2015-2020, khen thưởng cho 15 tập thể, 26 cá nhân. Cùng với phong trào thi đua trong công tác và lao động, Liên đoàn Lao động huyện còn đẩy mạnh các hoạt động chung tay vì an sinh xã hội trong cán bộ, công nhân viên chức lao động. Nổi bật như trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư, đoàn viên công đoàn trên địa bàn huyện đã tích cực tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19. Hàng ngày có khoảng 250 đoàn viên công đoàn hỗ trợ nấu ăn tại các khu cách ly của huyện. Đoàn viên công đoàn, các trường học tự tay chuẩn bị thực phẩm để hỗ trợ thêm bữa ăn cho công nhân lao động tại khu cách ly. Các công đoàn cơ sở sôi nổi ủng hộ hàng tấn nhu yếu phẩm như gạo, nước uống, mì tôm, rau củ quả và hàng nghìn chiếc khẩu trang, chai dung dịch sát khuẩn để ủng hộ cho công tác phòng chống dịch. Có trên 110 tập thể cá nhân ủng hộ quỹ vaccine với số tiền 260 triệu đồng. Ngoài ra, vận động các công đoàn cơ sở ủng hộ nhu yếu phẩm cho nhân dân thành phố Hồ Chí Minh gần 2 tấn hàng hóa. Các cấp công đoàn huyện Yên Thế nhắn tin ủng hộ quỹ vaccine COVID-19 hơn 5.600 tin nhắn. Tuyên truyền, vận động đoàn viên công nhân viên chức lao động mua tỏi, hỗ trợ người dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi với tổng số hơn 3,4 tấn. Trong 5 năm qua, thì Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Yên Thế
hàng năm đã cụ thể hóa bằng các chương trình, hành động, kế hoạch cụ thể để chỉ đạo hoạt động của tổ chức công đoàn đến các cấp công đoàn trong toàn huyện. Qua 5 năm thực hiện, kết quả đã đạt được là 9 trên 9 chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Điểm nổi bật trong 5 năm qua đó là công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động được Ban chấp hành công đoàn huyện luôn quan tâm, chú trọng. Cái thứ hai là Ban chấp hành công đoàn huyện đã thường xuyên đẩy mạnh các phong trào thi đua nước, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, ngày hội văn hóa công nhân lao động để tập hợp thu hút đông đảo đoàn viên công đoàn tham gia. Vấn đề thứ ba, chúng tôi đổi mới, nâng cao, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, những chính sách mới liên quan thiết thực đến người lao động để người lao động được biết, để tổ chức triển khai và thực hiện. Vấn đề thứ tư là Ban chấp hành công đoàn trong nhiệm kỳ qua đã luôn quan tâm tạo điều kiện để cho các cấp công đoàn đổi mới, nâng cao cái hiệu quả, chất lượng tổ chức hoạt động từ cơ sở để góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Và một điều mà chúng tôi rất quan tâm đó là vấn đề về chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nữ công nhân viên chức lao động, đặc biệt là nữ công nhân viên chức lao động tại các công ty doanh nghiệp trên địa bàn. Có được kết quả trong 5 năm qua đó là sự đồng hành, nhiệt tình, đoàn kết của các đồng chí trong Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện và sự tích cực, nhiệt tình, tâm huyết của cán bộ công đoàn cũng như đoàn viên công đoàn trong toàn huyện. Nhờ chú trọng đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động, các cấp công đoàn đã tập hợp thu hút đông đảo đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động và phong trào do công đoàn phát động. Hàng năm, Liên đoàn Lao động huyện Yên Thế được đánh giá nằm trong top đầu của tỉnh, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2019. Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tặng cờ đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức vững mạnh năm 2018. Đồng thời, được Liên đoàn Lao động tỉnh biểu dương khen thưởng là đơn vị có thành tích xuất sắc trong các hoạt động phong trào văn hóa thể thao năm 2021 và giải nhất bóng đá nam công nhân viên chức lao động tỉnh Bắc Giang lần thứ 3 năm 2020. Chúng tôi xác định đại hội 8 với phương châm là đổi mới, dân chủ, đoàn kết và phát triển. Trong đó chú trọng hướng tới việc là chăm lo, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, thể hiện cái vai trò đại diện cho người lao động. Đồng thời là chúng tôi đổi mới hướng về cơ sở, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức công đoàn trên địa bàn làm sao một cách hiệu quả, thiết thực hơn và ngày càng vững mạnh hơn. Và chúng tôi quan tâm, chú trọng là nâng cao cái chất lượng công tác tuyên truyền, vận động để tổ chức tập hợp thu hút đông đảo đoàn viên ngày càng đến nhiều với tổ chức công đoàn. Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên người lao động. Tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động, phát động đợt thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Thông qua đó sẽ ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt của tổ chức công đoàn trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.